Câu thứ hai, pháp quán tử thi, quán tới bộ xương biết đi, như vậy có đúng pháp hay không? Nếu mà chỉ đơn thuần nói như thế này đó thì nó rất là kẹt. Bởi vì như thế này, cái việc mà chúng ta quán được đến cái việc mà chúng ta nhìn thấy cái người mà đang đi đó, có nghĩa là quán tới cái ngoại phần mà chúng ta thấy người khác đang đi, mà chúng ta thấy họ như là một bộ xương biết đi, thì đó là cái sự định tâm nó đã đi đến cái mức độ sâu sắc rồi. Khi một người mà cái định của họ sâu sắc á, thì họ mới làm được chuyện đó. Còn đối với một người mà cái định của họ nó rất yếu thì họ chỉ dùng cái sự gọi là tưởng tượng thôi, chứ họ không thật sự họ thấy đó như là một bộ xương đấy. Thành ra đó, cái này nói đúng thì nó cũng đúng, mà nói sai thì nó cũng sai. Đúng là sao? Đúng là đối với những người họ hành cái việc quán tử thi đó, nhất là quán bộ xương đó, họ thực hành một cách nghiêm nghiêm chỉnh và họ đạt được các cái tầng thiền. Và khi đó, đó họ quán nội sắc, có nghĩa là họ quán cái bộ xương của họ trong cơ thể này đó, họ thấy nó một cách rõ ràng, họ thấy nó một cách rõ ràng và sự thật nó là như vậy, chứ không phải là do mình gọi là tưởng tượng ra mà có đấy. Và khi mà họ có một cái định thâm sâu đó, họ có sẵn sàng có khả năng quán ngoại sắc, có nghĩa là họ khi họ nhìn đến người khác, họ có thể thấy được cái bộ xương của người ta, họ thấy thật sự họ thấy như vậy. Như là một vị tỳ kheo, khi mà vị đó quán tử thi đề mục bộ xương đó, vị đó chuyên cần vị đó quán, ngay cả khi mà vị đó đang đi khất thực. Và khi vị đó đang đi như vậy đấy, vị đó nghe tiếng cười của người phụ nữ và vị đó nhìn nhìn lên, thì do vị đó thực hành một cách thuần thục á, cho nên là khi mà thấy cô gái cười, vị ấy nhìn cái bộ cái răng của cô gái đó và vị ấy mở rộng, vị ấy quán cái bộ xương ngay cái xương răng đó, và vị ấy mở rộng ra toàn thân. Khi đó vị ấy thấy cô gái này toàn thân là một bộ xương và bộ xương đó đang đi. Thành ra đó, cái việc mà quán đến cái mức độ mà bộ xương nó đang đi đó, thì đó là đạt đến những cái người khả năng định của họ đã đạt đến cái mức độ thâm sâu. Còn với những người mà tu chưa gì hết, mới có một chút xíu thôi mà tập tành quán kiểu đó thì sư không khuyến khích, bởi vì nó chỉ được cái da lông chứ nó không được cái cốt lõi. Cũng giống như tại sao mà quý vị đi tập võ đó mà cái người võ sư không có dạy hết tất cả các chiêu thế cho quý vị. Có nhiều chiêu nhìn rất là đẹp nhưng mà không có dạy, mà dạy cái gì trước? Dạy đứng tấn, dạy đi quyền, dạy tăng cái sức mạnh cơ bắp. Vì sao vậy? Vì khi mà chúng ta có được cái gọi là cái nội lực, cái nội công đó, thì chúng ta mới làm được những cái chiêu thức khó, những cái chiêu thức mang cái độ khó cao. Còn khi chúng ta không làm được như vậy đó, mà chúng ta chỉ đơn thuần chúng ta tập cái chiêu thức thôi, thì những chiêu thức đó chỉ đơn giản là nó đẹp thôi, biểu diễn thì được, chứ còn xài thì xài không được. Thành ra cái việc hành thiền cũng như vậy, chúng ta phải tập để mà tăng trưởng cái khả năng định tâm. Khi mà khả năng định tâm chúng ta lên cao rồi, chúng ta có thể ứng dụng nó trong nhiều việc đấy. Còn nếu không thôi thì chỉ đơn giản là chúng ta biết để chúng ta ngồi tán dóc với nhau cho vui ha.